đón cô dâu đúng ngày mưa lụt chú rể Bắc Giang cõng cô dâu lội nước như phim ngôn tình đám cưới là một ngày trọng đại đáng nhớ nhất của mỗi người trong ngày vui của mình ai cũng mong mọi sự diễn ra tốt đẹp tuy nhiên nhiều lúc người tính không bằng trời tính mặc dù đã chọn đúng ngày đẹp xem xét thời tiết trong nhiều ngày nhưng cặp đôi vẫn khóc dở mếu dở vì gặp ngày mưa to mới đây một cặp đôi cô dâu chú rể ở bắc giang đã khiến dân tình được phen cười bò khi tổ chức đám cưới vào đúng ngày mưa lụt theo như hình ảnh được chụp lại khi rước dâu đến đoạn đường ngập lụt sâu nước dâng cao chú rể đã không ngần ngại cõng cô dâu trên lưng để vượt qua những hình ảnh về đám cưới đặc biệt mùa mưa lũ đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng ai nấy đều phải châm trồ thán phục trước hành động ga lăng của chú rể dù thời tiết không ủng hộ, nhưng cũng nhờ mưa lụt mà cô dâu có thể thấy được tấm chân tình của chồng dành cho mình. Nhìn nụ cười tươi giói trên môi cô dâu, mọi người tin chắc rằng cô gái đã chọn đúng người chồng, không ngại vất vả để bạn đời của mình được an toàn. Một số bình luận của cư dân mạng đã chia sẻ như sau. Sau này, con cháu có xem được hình ảnh này chắc hẳn sẽ tự hào với bố mẹ ông bà lắm đây. Thật là ngưỡng mộ tình yêu của hai bạn, mưa lụt không ai mong muốn, nhưng nhờ có nó mà cô gái có thể thấy được tình yêu của người chồng tương lai dành cho mình. Đây chắc chắn là kỷ niệm ấn tượng của cô dâu và chú rể. Bạn có suy nghĩ như thế nào về màn đón dâu như phim ngôn tình nói trên? Hãy để lại ý kiến ngay dưới phần bình luận của video này nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé!